Tối ngày 25 tháng 9, một sự kiện âm nhạc đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa với sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Đức Phúc. Đêm nhạc đã diễn ra đầy sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Đáng chú ý, khi sự kiện diễn ra, trong lúc Đức Phúc đang trình diễn ca khúc Ánh Nắng của anh, phía dưới sân khấu, hai khán giả nữ đã bất ngờ xảy ra xô xát. Cụ thể, trong lúc đang đu đưa theo nhạc, không rõ vì lý do gì, hai khán giả nữ này đã xảy ra cự cãi và sau đó lao vào đánh nhau. Sau một hồi được nhiều người can ngăn, hai khán giả này mới chịu buông tay. Vụ xô xát cũng được một khán giả đứng gần đó ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện clip này đang thu hút nhiều sự bàn tán, không ít người cho rằng hai khán giả nữ này cần bình tĩnh, kiềm chế hơn thay vì động tay động chân.